Phẫn nộ, Adele từng giở trò an ủi Katy Perry rồi nhăng tay lục luôn chiếc bánh bồ tèo đang ăn dở. Trên thế gian này, có rất nhiều tình bạn đẹp để chúng ta tuyên dương và học hỏi, lấy đó làm tiền đề xây dựng cho mình một loại tình cảm lâu dài bền chặt. Sau này về già răng đánh cầm cập vào nhau thì còn có cái mà ngồi ôn lại. Nếu như Tiến Bịp có câu chuyện cảm động về tình anh em bẻ đôi viên kẹo lúc đói lòng, hay Khá Bành dù được nhà nước cấp học bổng du học 10 năm xa nhà, anh em vẫn tới đưa tiễn cẩn thận và còn thường xuyên thăm nom gặp gỡ. Thì Adele và Katy Perry cũng có một loại tình cảm cực kỳ tử tế khi ở bên nhau từ lúc méo ai biết hai bà ấy là ai, và cho tới tận bây giờ khi được cả thế giới xứng tên. Hai bà vẫn ở bên nhau dù đôi khi, bà Adele đè bẹp bà Katy Perry bằng bản hit ra mắt được vài ngày đã vượt lượt view mà bà Katy phải chờ đợi cả năm trời mới có. Để mà nói về tình cảm của hai bà này, phải nhắc đến từ ngày xưa khi hai đứa vẫn chưa có gì, trong một lần Adele le ve đến dự show diễn chỉ vỏn vẹn 45 người của Katy. Mặc dù vẫn cháy hết mình cho buổi diễn nhưng bà Katy vẫn không giấu được vẻ mặt đượm buồn chảy mượt ra vì ít người đến xem mình ca hát nhảy múa. Lúc chương trình kết thúc, bà Katy trở vào bên trong để nghỉ ngơi, hơi đói nên bà ấy đã cầm chiếc bánh lên ăn được vài miếng thì bà Adele thấy mặt chị yêu hơi buồn nên phóng thẳng ra để an ủi rằng: "Ê bồ tèo, đừng lo, một ngày nào đó cả thế giới đều sẽ biết đến chúng ta." Nói xong, bà Adele giật luôn miếng bánh trên tay bà Katy và cho vào miệng mình nhai ngấu nghiến. Và quả thật là sau này cả thế giới đều biết đến hai bà ấy thật. Tuy nhiên miếng bánh của bà Katy bị Adele luộc mất hôm đấy thì không phải ai cũng biết. Có lẽ ngày ấy cũng vì buồn nên Katy Perry không để ý đến miếng bánh của mình. Chứ nếu tỉnh táo ra thì kiểu gì bà ấy cũng nói: "Ừ, tới lúc đó thì tính chứ giờ trả bánh tao đây." Hành vi an ủi xong luộc mất bánh của bồ tèo là hành vi rất nhẫn tâm. Adele cần phải chấm dứt ngay hành động này, không thể thừa nước đục thả câu như thế được.